Hội chứng Superman Syndrome có thật sự biến một người bình thường thành siêu nhân hay không? Mặc dù có cái tên Superman, nhưng hội chứng này thực tế lại không liên quan gì đến siêu anh hùng nào cả. Thực tế, nó là tình trạng được phân loại là lệch bội nhiễm sắc thể, hiểu đơn giản là một bất thường về cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể, trong đó nam giới có thêm một nhiễm sắc thể Y. Bất kỳ sự bất thường nào trong cơ thể mà nghiêm trọng như việc có thêm một nhiễm sắc thể Y chắc chắn sẽ tự biểu hiện theo một cách nào đó. Nếu bạn thêm hoặc bớt số lượng nhiễm sắc thể, nó sẽ ảnh hưởng đến cách cơ thể phát triển và tự điều chỉnh. Một trong những tác động phổ biến nhất là tăng trưởng nhanh hơn từ thời thơ ấu. Đàn ông XII được phát hiện là cao hơn đàn ông bình thường với chiều cao hơn 1,85m. Một số đàn ông XII có biểu hiện giảm trương lực cơ, kỹ năng viết kém, chân răng vĩnh viễn dài và dày hơn, đồng thời có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và dị tật thận cao hơn. Ngoài ra, hội chứng 47XII còn làm suy yếu khả năng trí tuệ của con người. Các bé trai mắc chứng XII có thể sẽ bị khiếm khuyết trong khả năng học ngôn ngữ do chậm phát triển khả năng nói. Một số cảm thấy khó nhớ từ, hiểu ngôn ngữ tượng trưng và ẩn dụ, đồng thời có xu hướng biểu hiện các vấn đề liên quan đến sự chú ý, giống như chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ở người lớn ADHD. Cũng bởi do có thêm một nhiễm sắc thể Y, một nhiễm sắc thể đặc trưng của nam giới, những người có XII được coi là siêu nam.